Người đàn ông này chính là một tử tù có siêu IQ 300, mặc dù luôn bị nhốt trong phòng biệt giam, có mức độ bảo mật cao nhất thế giới, nhưng mà anh lại có thể ra vào dễ như là ăn kẹo. Trước khi bị quân triều đình bế vào tù, một biến cố cực lớn đã xảy đến với anh. Vợ và con gái anh bị một đám côn đồ hấp diêm rồi sát hại một cách dã man mà tòa án lại nhắm mắt làm ngơ, chính vì vậy anh đã lên một kế hoạch báo thù suốt 10 năm trời, quá trình ấy diễn ra như thế nào, liệu anh ấy có thành công hay không, xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Clit là một kỹ sư thiên tài, anh có một người vợ dịu dàng, hiền thục và một cô con gái đáng yêu. Hôm đó, gia đình anh đang chuẩn bị ăn tối thì đột nhiên có hai tên côn đồ xông vào nhà, vừa gõ cửa hắn đã đánh ngất Clit rồi trói anh lại, sau đó lại còn cưỡng bức người vợ trước mặt anh nữa. Sau khi đã chơi xong, mặc cho Clit có khẩn thiết fan xin thì chúng cũng đâm chết người vợ trước mặt anh. Clit đau đớn khóc thét lên như đứt từng đoạn ruột nhưng chỉ có thể tận mắt nhìn thấy vợ mình bị giết. Tiếp đó, cô con gái chạy từ trong phòng ra, thế là tên côn đồ liền phấn khởi mà chạy về phía cô, ôm cô vào phòng và giết chết cô bé. Sau khi vợ con bị sát hại, hai tên côn đồ bị trói đưa ra tòa. Lúc này, Clit không ngừng khởi kiện lên tòa, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khiến hai tên này phải chịu án tử hình. Trong lúc hầu tòa, anh đã chi rất nhiều tiền cho luật sư công tố Nick với tỷ lệ kết án thành công cao đến 96%. Nhưng Nick lại vô cùng thẳng thắn nói với Clit rằng, nếu như muốn tiếp tục khởi kiện thì có thể sẽ không thể thắng kiện, mà lại còn có thể khiến hai tên tội phạm được phán vô tội và được thả ra ngoài. Giữa công lý và tỷ tỷ lệ kết án, Nick chọn vế sau. Nick và tên côn đồ Dabi đã ký một giao dịch để đổ hết tội lên đầu tên đồng phạm Ames kia, và sau 10 năm hắn sẽ bị kết án tử hình. Còn tên tội phạm chính Dabi thì lại trở thành nhân chứng bị lôi kéo và chỉ chịu hình phạt nhẹ là chỉ bị phán phạt tù trong thời hạn 3 năm. Nhìn thấy hung thủ giết hại vợ con mình đang bắt tay cảm ơn Nick, Clit cảm giác như trái tim mình đang có hàng vạn mũi dao đâm vào. Cứ như vậy, Clit cô đơn liền kiên định bỏ đi, và sau đó anh giống như hoàn toàn bốc khói suốt 10 năm trời. 10 năm sau, vào một ngày nọ, Nick đã bỏ lỡ buổi diễn tấu của con gái. Để cùng trợ lý đến hiện trường buổi hành quyết tên côn đồ Ames, Reno, luật sư bào chữa cho hai người lúc đó, cũng có mặt tại đây. Các thành viên của tòa án đều đã ngồi ngay ngắn xung quanh nơi Ames bị kết án từ Tử hình, trợ lý nghĩ rằng nó sẽ nhàm chán như nhìn người khác ngủ, nhưng không ngờ được là ở hiện trường tưởng rằng Ames sẽ chết một cách nhẹ nhàng, nhưng sau khi tiêm thuốc vào người, hắn đã phải vật lộn trong cơn đau rất lâu, tiếng gào thét của anh ta khiến mọi người có mặt ở đó đều khiếp sợ, rõ ràng là đã có người cháo thuốc rồi, nỗi đau tột cùng khiến Ames lên cơn co giật cảnh tượng vô cùng hãi hùng màn trình diễn của cô con gái và buổi hành quyết của ames được đạo diễn lồng ghép với nhau như thể khán giả đang vỗ tay cổ vũ cho cái chết của tên cầm thú này và trong khi nhà tù đang tiến hành kiểm tra thì nick đã nhận được lọ thuốc trên đó có khắc dòng chữ mày không thể làm trái được số mệnh đâu Thế là Nick lập tức nghĩ đến Dabi, ở bên này, tên hung thủ Dabi đã giết hại gia đình Clit cũng nhận được một cú điện thoại, một người đàn ông thần bí nói với hắn ta cảnh sát đang trên đường đến đây, thấy cảnh sát đã đến dưới nhà, Dabi không nghĩ nhiều mà vội ngoan ngoãn nghe theo lệnh của người đàn ông kia. Theo sắp xếp, Dabi đã thành công cướp được một chiếc xe cảnh sát rồi cướp lấy súng của một anh cảnh sát đen đuổi ép anh ta lái xe đến một nhà máy bỏ hoang. Sau khi đến nơi, Dabi vui vẻ nhận điện thoại, nhưng rất nhanh, hắn ta phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh đó chính là người cảnh sát đang bị uy hiếp trước mặt Thế là tên Dabi cuống hết lên Sau đó hắn không nói gì mà trực tiếp nổ súng Nhiều mũi kim độc đâm ra khỏi thân súng Chất độc Tetrodotoxin được chiết xuất một cách tỉ mỉ Dần dần được tiêm vào cơ thể khiến dabi lập tức không thể cử động được sau đó Clit đưa hắn ta đi rồi trói hắn trên bàn phẫu thuật chuẩn bị chặt chân tay hắn tiếp đó anh lại tiêm thuốc tỉnh táo để giữ cho dabi không đau đớn đến nỗi ngất đi Clit chậm rãi giải, giải thích cho dabi về chức năng của từng công cụ đồng thời còn trích dẫn câu cửa miệng của hắn nữa con người không thể nào chống lại số mệnh được. Anh làm vậy chính là để Dabi cũng có thể trải nghiệm được sự bất lực và tuyệt vọng của anh năm đó. Clit lấy chiếc gương siêu to khổng lồ mà anh đã đặc biệt chuẩn bị ra, sau đó treo trước mặt tên Dabi để hắn có thể nhìn thấy rõ cảnh bản thân bị cắt chân tay là như thế nào. Hơn nữa anh cũng không cho phép hắn được nhắm mắt lại, vì trên gương có dán hình chụp chung của hai mẹ con. Lần này thì đến lượt họ chứng kiến cảnh Dabi bị giày vò rồi. Sau đó, Dabi được chia gọn gàng thành 25 khúc và hắn cũng đã trải nghiệm được tổn cùng của nỗi đau đớn khi bị sát hại là như nào và cả quá trình gây án cũng được anh quay lại hết, sau đó đóng thành đĩa rồi gửi về nhà Nick, con gái Nick cho rằng đây là băng quay hình buổi biểu diễn, nhưng sau khi xem được cảnh tượng máu me tàn khốc như vậy, khiến cô bé sợ đến nỗi khóc thét lên, mà lúc này, cảnh sát cũng đã tìm được thi thể của Dabi, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía nạn nhân clip năm đó còn clip thì không định trốn tránh mà trực tiếp đối diện với cảnh sát anh bị cảnh sát dẫn về điều tra trong tình trạng đang khỏa thân và khi rời đi clip đã nhìn nick với đầy ẩn ý sau đó ở nơi làm việc của clip nick đã phát hiện ra rất nhiều sách về pháp luật tiếp đó trong lúc ép cung thẩm vấn đối diện với cáo buộc giết người của nick clip đã tự tin nhận mình đã giết hai người đó nhưng mỗi câu trả lời lại không thể dùng làm bằng chứng để kết tội anh đây chính là chỗ khai thác triệt để sơ hở của hệ thống tư pháp mà và khi nick sắp rời đi clip lại đề nghị thỏa thuận một giao dịch với anh anh ta, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cho anh một cái nệm Simon, anh sẽ thú nhận tội ác. Nick cho rằng thật lố bịch khi thỏa thuận với bọn tội phạm nên anh ta đã trực tiếp từ chối. Tuy nhiên, sau khi biết được chuyện về chiếc đĩa đó, nghe thấy tiếng khóc như mưa của vợ và con gái ở đầu dây bên kia, Nick đành bất lực mà mang một tấm đệm mềm mại đến cho clip mà đây chỉ là bước đầu của giao dịch. Sau đó trên tòa, khi thẩm phán xét xử vụ án giết người, clip dường như biến bản thân thành luật sư bào chữa của chính mình, anh hét lên trước tòa và chửi thẩm phán là bất tài, chính vì vì sự hiện diện của ông nên hung thủ giết hại cả nhà anh vào năm đó mới có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật nghe đến đây thẩm phán tức điên lên và buộc tội clip khinh thường tòa án clip nói được làm được anh đã khai hết quá trình gây án của mình và giải thích rõ ràng các tình tiết đến đây nick cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm và cho rằng vụ án này có thể thuận lợi kết thúc rồi tuy nhiên clip lại đưa ra giao dịch thứ hai nick thấy vậy vội phá lên cười muốn đưa ra yêu cầu thì cần phải đánh cược mà khi clip vẫn đang trong tù anh ta đã thú nhận tội ác vậy thì còn có tư cách gì để nói điều kiện ở đây chứ? Clit liền nhẹ nhàng nói, không biết tính mạng của Reno có đủ hay không đây? Reno chính là luật sư bào chữa cho tên tội phạm Dabi, nên đương nhiên là mạng của ông ta đáng cực rồi. Lần này điều kiện Clit là một món ăn phương Tây chất lượng cao, một miếng bít tết nặng 20 pound và máy nghe nhạc của anh. Anh muốn ăn bít tết vừa chín tới trong tiếng nhạc du dương, và những thứ này phải được đưa đến trước một giờ. Nếu như không ngon thì sẽ có người phải chết, nếu đưa đến muộn thì kết cục cũng sẽ như vậy. Mọi người đều đang bị Clit quay vòng vòng. Nếu như Clit đã nhiều lần nhấn mạnh một giờ chắn, nên anh sẽ phải kiểm tra nhiều lần và thời gian kéo dài đến một giờ 8 phút. Sau đó, Clit không nói gì, mà chỉ nói ra một vĩ độ và kinh độ. Sau đó, anh từ từ thưởng thức đồ ăn kiểu Tây. Nick dẫn người lên máy bay trực thăng, vội vàng đến địa điểm đã được chỉ định. Anh bạn cùng phòng này thèm đồ ăn của Clit đến nhỏ dãi ra. Còn Clit cũng rất hào phóng, anh cũng muốn ăn sao. Và đương nhiên là đối phương đồng ý rồi. Thế là Clit liền lấy khúc xương và dùng làm hung khí trực tiếp đâm thẳng vào người bạn tù đen đùi. Anh liên tục đâm 12 nhát vào đối phương khiến anh ta đắp chiếu tại chỗ. Các tù nhân thấy cảnh điên loạn này thì liền gieo hò vui sướng và đã thu hút cai ngục trưởng đến. Còn ở bên này, Nick cũng đã phát hiện ra Reno. Sau khi lắp ống oxy, ông ta đã bị chôn sống, sau đó đã chết vì ngạt thở do thiếu oxy. Clit tính toán thời gian cực kỳ chính xác. Nếu như họ để Clit ăn cơm đúng giờ, vậy thì ông ta đã có thể sống tiếp. Tất cả điều này đều đã nằm trong lòng bàn tay của Clit. Là một nhân vật nguy hiểm, Clit đã bị quản giáo tức giận đưa vào phòng biệt giam, mất hai mạng người liên tiếp. Nick lúc này đã tức điên lên anh ta đến chất vấn clip nhưng lại bị phản bác lại clip nói với nick công lý là những thứ tàn khốc vì anh ta không giữ lời nên mới gây ra cái chết của reno và người bạn tù đen đùi để điều tra clip nick và các trợ lý của anh ta sử dụng nhiều mối quan hệ trên mạng họ phỏng vấn một thanh niên người này đã từng hợp tác với clip anh ta nói với nick clip là một nhà chiến thuật bẩm sinh anh muốn vào tù chính là vì mỗi bước đi của anh đều có ẩn ý khác bất kể ai cũng đều là quân cờ của anh nếu muốn ngăn chặn kế hoạch báo thù điên cuồng này thì cách đơn giản nhất chính là bắn chết clip nếu không thì clip muốn ai chết thì kẻ đó sẽ phải chết câu nói này khiến Nick ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc anh ta cùng người bạn Jonas đi tìm nữ thẩm phán với hy vọng có thể hạn chế được quyền tự do cá nhân của clip để anh không tiếp tục phạm tội nữa thế là thẩm phán với quyền lực trong tay đã trực tiếp ký lệnh nhưng khi nhận được điện thoại thì điện thoại của bà lập tức nổ tung và thế là bà đã phải đắp chiếu tại chỗ điều này khiến Nick bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi đó anh hiểu tất cả những gì clip nói đều là sự thật anh không chỉ muốn báo thù một cách đơn giản mà là muốn phá hủy hết hệ thống tư pháp mục nát này cho Nick xem. Lúc này, Clip lại đưa ra giao dịch mới, đó chính là bảo lãnh anh trước 6 giờ và bỏ mọi cáo buộc vào ngày hôm sau, nếu không thì anh sẽ giết hết tất cả công tố liên quan. Nick không thể nào tiếp nhận giao dịch này và anh cho rằng Clip có trợ thủ, thế là anh ta cùng đồng nghiệp vội vàng chuyển vào nhà tù làm việc. Còn lúc này, nữ trợ lý của Nick cũng đã bị rung động rồi. Cô chỉ trích Nick hy vọng công việc của chúng ta không chỉ là để tăng tỷ lệ kết án mà thực sự là vì công lý. Rất nhanh đã đến 6 giờ, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, Nick cùng các đồng nghiệp thở phào một hơi nhẹ nhõm và quyết định về nhà nghỉ ngơi, nhưng lúc này thảm họa lại xảy ra rồi, xe trong bãi đỗ xe liên tiếp phát nổ, sáu công tố viên đắp chiếu tại chỗ, bao gồm cả nữ trợ lý đã theo Nick suốt 10 năm. Cái chết của nữ trợ lý càng khiến Nick kích động hơn, anh ta liền bắt đầu không khống chế được cảm xúc và không còn bị ám ảnh bởi trò chơi tỷ lệ kết án nữa. Anh ta nện cho Clit một trận, nhưng Clit chỉ cười mà nói rằng cuối cùng anh cũng có tiến bộ rồi đó Nick đã bắt đầu côn đồ lên rồi đó. Và anh đồng nghiệp ở bên cạnh cũng không thể nhịn được tên ác quỷ giết người trước mặt này nữa. Anh ta lấy súng ra, chuẩn bị bắn thẳng vào đầu Clit, nhưng Nick lại ngăn anh ta lại. Khi tham dự tang lễ của 6 đồng nghiệp, Nick cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ mà nói với Jonas rằng anh cũng đã từng muốn thay đổi thể chế này nhưng lại đắm chìm trong những cuộc đấu tranh mà đánh mất bản thân còn jonas thì vẫn dùng lời lẽ trước đây để an ủi anh đưa ra quyết định không hề khó mà khó chính là chấp nhận nó câu nói của jonas cũng khiến lão ta về với các cụ luôn khi cả đội xe đang chuẩn bị rời đi jonas đắp chiếu ngay tại trận sau khi Jonas bị hại, thị trưởng và tất cả hệ thống quyền lực đều coi Clit là kẻ thù số 1. Còn Nick dưới sự tín nhiệm của nữ thị trưởng, anh đã tuyên thệ với kinh thánh là sẽ trở thành một công tố địa phương quyền lực hơn. Sau đó, thị trưởng đã thực thi các điều khoản khẩn cấp, ra lệnh phong tỏa thành phố trong 12 ca làm việc của cảnh sát điều tra, để thành phố không rơi vào các cuộc tấn công khủng bố nữa. Nhưng Nick đã sớm có dự cảm Clit tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đó. Chẳng lẽ anh thật sự có thể giết người từ xa sao? Hay là anh có tiếp ứng ở bên ngoài? Do đó anh đã liều điều mạng đi tìm kiếm manh mối và cuối cùng, dưới thông báo email từ một người bí ẩn, anh đã tìm đến được hang ổ của Clit. Ở đây, anh đã thấy đường hầm mà Clit đã cực khổ đào đến nhà tù suốt 10 năm trời. Men theo đường hầm, họ tìm được một lượng lớn bom nhựa và bản đồ nhà tù nữa. Chẳng trách Clit lại có thể ra vào nhà tù để giết người một cách đơn giản như vậy. Sau đó, họ tìm đến Clit trong phòng biệt giam và trực tiếp mở khóa khí ra. Trợ lý lấy súng kiểm tra giường của Clit nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của anh đâu. Còn lúc này, clip đã sớm cải trang thành nhân viên dọn vệ sinh và xuất hiện tại tòa thị chính sau khi tránh được sự kiểm tra của mấy tên lính tại tòa thị chính anh tìm được thuốc nổ cực mạnh đã được giấu ở đây từ trước lần này anh muốn chơi một vụ lớn hơn còn ở bên này sau khi ý thức được có điều gì sai sai Nick lập tức đến tòa thị chính chính vào lúc này nữ thị trưởng và các quan chức các ngành đang mở cuộc họp khẩn cấp tại tòa thị chính sau khi kiểm tra camera Nick cũng đã tìm được một chiếc vali sau khi mở chiếc vali ra xem thì quả nhiên bên trong là quả bom cực mạnh vô cùng chắc chắn chuyên gia phá bom nói với anh bất kỳ cuộc gọi nào gọi đến cũng đều sẽ lập tức kích hoạt quả bom này còn clit lúc này thì đã trở về hang ổ của mình dùng hệ thống giám sát để theo dõi nữ thị trưởng đang họp clit nhếch mép lên rồi trèo lên thang đi vào phòng biệt giam nhưng anh không ngờ được là nick đã sớm đợi anh ở đây clit không hề tỏ ra hoảng loạn một chút nào vì anh muốn làm giao dịch cuối cùng với nick nick trực tiếp từ chối anh cuối cùng clit cũng hiểu được bản thân đã thực sự dạy nick không được giao dịch với bọn cướp thế là anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bấm điện thoại trong tay gọi đi thấy vậy Nick trực tiếp đóng cửa nhà tù, còn Clit cũng nhận thức được có gì sai sai nên vội vàng đi mở cửa phòng bí mật, nhưng lại phát hiện ra khóa gió đã bị đóng và không thể mở lại được. Lúc này, Clit mới phát hiện ra quả bom cực mạnh lại được đặt dưới giường của mình. Nhìn thấy cảnh này, Clit ngược lại lại còn rất điềm tĩnh mà đợi chờ cái chết. Ngọn lửa bốc lên từ phía sau lưng anh như một con phượng hoàng cánh vàng tái sinh từ cõi niết bàn, sau đó ngọn lửa từ trong nhà tù tuôn ra và đốt cháy cả bầu trời đêm đen tối. Ở cuối bộ phim, Nick cuối cùng cũng có thời gian cùng vợ đi xem buổi biểu diễn của con gái. Nhìn thấy cô con gái kéo đàn trên sân khấu, Nick bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, anh lại nhớ đến clip cùng vợ con của anh ta. Cuối cùng anh cũng hiểu được Clit là một công dân tuân thủ pháp luật một cách điên rồ. Anh ta đã dùng biết bao nhiêu mạng người chỉ để nói với mọi người rằng, giết người đền mạng, nếu như các người không ra tay xử lý tên hung thủ đã giết vợ con ta, vậy thì ta sẽ khiến các người phải tận mắt thấy cái giá của nó. Dung túng cho một kẻ giết người chính là chĩa một con dao thép vào chính mình đây là câu chuyện trong bộ phim law abiding citizen được rồi trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim này nhớ là hãy theo dõi tôi để tôi mang đến cho bạn những bộ phim kinh điển hơn nha